Thân chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Bước sang thế kỷ 21, trong số 46 quốc gia nghèo nhất thế giới, thì có 33 quốc gia thuộc về châu Phi. 50% dân số châu lục này sống dưới mức nghèo khó. Điều đó nói lên nền kinh tế châu Phi còn rất chậm phát triển. Tại sao một châu lục có nguồn khoáng sản rất phong phú và giàu có, nguồn lao động dồi dào mà nền kinh tế luôn trong tình trạng thấp kém, lạc hậu nhất thế giới? Để giải thích cho điều này, thì cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu bài 30 và bài 31, Kinh tế châu Phi. Ở bài 30 và bài 31, cô cùng các em sẽ tìm hiểu 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nông nghiệp, nội dung thứ hai công nghiệp, thứ ba là dịch vụ, và nội dung thứ tư là đô thị hóa. Cô cùng các em sẽ tìm hiểu phần nội dung thứ nhất là nông nghiệp. Các em sẽ mở sách giáo khoa trang 93. Các em đọc nội dung trong sách giáo khoa và cho biết nền nông nghiệp châu Phi gồm có mấy ngành. Dựa vào nội dung trong sách giáo khoa thì các em có thể trả lời được nền nông nghiệp châu Phi gồm có 2 ngành. Đó là trồng trọt và chăn nuôi. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu nội dung A nhỏ, ngành trồng trọt. Các em hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa ở trang 93 và 94 và cho biết trong nông nghiệp ở châu Phi có những hình thức canh tác phổ biến nào. Trong nông nghiệp ở châu Phi gồm có hai hình thức canh tác phổ biến, đó là sản xuất hàng hóa nông sản theo quy mô lớn và canh tác nương rẫy. Các em cũng sẽ tiếp tục đọc nội dung trong sách giáo khoa và cho biết tại sao lại có nét tương phản giữa hình thức canh tác hiện đại và lạc hậu nhất trong trồng trọt của châu Phi. Hình thức canh tác hiện đại ở đây là sản xuất hàng hóa nông sản theo quy mô lớn, và hình thức này được tổ chức theo kiểu đồn điền, trang trại do công ty tư bản nước ngoài nắm giữ, nên có diện tích rộng, đất đai tốt, được trang bị kỹ thuật cao nhằm mục đích xuất khẩu. Còn hình thức canh tác lạc hậu đó là canh tác nương rẫy. Hình thức này thì còn khá phổ biến ở châu Phi, chủ yếu là trồng cây lương thực, kỹ thuật lạc hậu, thiếu phân bón và chủ yếu là dựa vào sức người và phụ thuộc vào thiên nhiên. Sản lượng lương thực thì không đủ đáp ứng nhu cầu cho người dân, dẫn đến tình trạng là thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Hằng năm có khoảng 300 triệu người dân châu Phi phải sống nhờ vào lương thực nhập khẩu, có gần 30 triệu người thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 30.1, lược đồ nông nghiệp châu Phi trong sách giáo khoa trang 93, và cho biết châu Phi trồng những loại cây nào. Để trả lời cho câu hỏi này thì các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích. Như vậy thì châu Phi trồng những loại cây là gồm có cây công nghiệp như là cacao, cà phê, cọ dầu, bông. Cây ăn quả như là nho, cam, chanh, chuối. Cây lương thực như là lúa mì, ngô, kê. Tiếp theo thì các em sẽ dựa vào lược đồ hình 30.1, nêu và xác định nơi phân bố các loại cây công nghiệp chính của châu Phi. Và các em sẽ hoàn thành vào bảng bên dưới. Như vậy thì ta có loại cây trồng đó là cây công nghiệp nhiệt đới, gồm có cacao, cà phê và cọ dầu. Đầu tiên là cây cacao. Khu vực phân bố đó là tập trung ở duyên hải phía bắc ven vịnh Guinea, và cây cacao là cây quan trọng nhất ở châu Phi. Cà phê thì tập trung ở duyên hải vịnh Guinea và phía đông của châu lục. Cây cọ dầu thì phân bố ở duyên hải vịnh Guinea, ở Trung Phi và ở những nơi có khí hậu nhiệt đới. Như vậy thì cây công nghiệp ở châu Phi được canh tác theo hình thức nào? Cây công nghiệp nhiệt đới được trồng với quy mô lớn, theo hướng chuyên môn hóa trong các đồn điền của các công ty tư bản nước ngoài, chủ yếu để xuất khẩu.
Kim sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về các cây công nghiệp ở châu Phi như là cây cacao, cà phê, cây bông và cây cọ dầu. Kim cũng sẽ dựa vào lược đồ hình 30.1, hãy nêu và xác định nơi phân bố các loại cây ăn quả và cây lương thực ở châu Phi. Kim sẽ hoàn thành vào bảng bên dưới. Cây ăn quả nhiệt đới thì gồm có nho, cam và chanh, và nơi phân bố của nó thì là ở cực Bắc và cực Nam của châu Lục, ở môi trường Địa Trung Hải. Về cây lương thực thì ta có cây lúa mì, ngô, kê và lúa gạo. Về lúa mì và ngô thì phân bố ở các nước ven Địa Trung Hải và ở Cộng hòa Nam Phi. Kê thì phổ biến ở châu Phi nhưng năng suất và sản lượng rất thấp. Còn lúa gạo thì phân bố ở Ai Cập và ở châu thổ sông Nin. Các em hãy cho biết cây lương thực ở châu Phi được sản xuất theo hình thức nào, năng suất và sản lượng như thế nào? Cây lương thực ở châu Phi được sản xuất theo hình thức nương rẫy khá phổ biến. Cây lương thực chiếm tỷ trọng nhỏ, kỹ thuật lạc hậu, năng suất và sản lượng không đủ để đáp ứng nhu cầu. Các em sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về ngành nông nghiệp ở châu Phi. Những cánh đồng lúa mì và thu hoạch ngô, thu hoạch sắn ở châu Phi. Ở châu Phi thì nạn đói xảy ra thường xuyên, như là tình trạng thiếu lương thực xảy ra ở Zambia vào tháng 10 năm 2019, và trẻ em luôn trong tình trạng chờ để nhận viện trợ lương thực. Việt Nam cũng đã giúp châu Phi phát triển về công nghệ sinh học và trồng những giống lúa mới của Việt Nam trên đất Tây Phi. Cô cùng các em sẽ tìm hiểu sang phần B, ngành chăn nuôi. Các em cũng sẽ tiếp tục quan sát vào lược đồ hình 30.1 và kết hợp đọc nội dung trong sách giáo khoa ở trang 94 và trả lời các câu hỏi sau. Các em có nhận xét gì về ngành chăn nuôi ở châu Phi và hình thức chăn nuôi nào là phổ biến nhất ở đây? Ngành chăn nuôi ở châu Phi thì kém phát triển và hình thức chăn thả là phổ biến và phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Như vậy thì cho biết các quốc gia có ngành chăn nuôi phát triển đó là những quốc gia nào? Đó là Sudan, Ethiopia và Tanzania. Các em cũng sẽ dựa vào lược đồ hình 30.1. Các em hãy nêu và xác định nơi phân bố của ngành chăn nuôi ở châu Phi và các em hãy hoàn thành vào trong bảng bên dưới. Ngành chăn nuôi của châu Phi gồm những loài động vật như là cừu, dê, lợn và bò. Như vậy thì cừu dê, nơi phân bố là ở đồng cỏ trên các cao nguyên và các vùng nửa hoang mạc. Lợn thì phân bố ở các quốc gia Trung Phi và Nam Phi. Còn bò thì phân bố ở Ethiopia và Nigeria. Các em sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về ngành chăn nuôi ở châu Phi, như là bò, cừu, dê và lợn. Cô cùng các em vừa tìm hiểu xong phần 1 nhỏ nông nghiệp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng bước sang tìm hiểu phần 2 nhỏ là công nghiệp. Các em hãy quan sát vào lược đồ hình 30.2. Lược đồ công nghiệp châu Phi và nội dung trong sách giáo khoa trang 94-95 và trả lời các câu hỏi sau. Các em hãy kể tên các loại khoáng sản có ở châu Phi. Để trả lời cho câu hỏi này thì các em sẽ cùng quan sát vào trong bảng chú thích. Như vậy thì ở châu Phi có các loại khoáng sản như là kim cương, khí đốt, dầu mỏ, uranium, coron, phosphate. Như vậy thì các loại khoáng sản này nó là cơ sở cho những ngành công nghiệp nào phát triển ở châu Phi? Các loại khoáng sản này nó là cơ sở để cho những ngành như là lắp ráp cơ khí, sản xuất ô tô, luyện kim màu, chế tạo máy, hóa chất và dệt phát triển ở châu Phi. Các em hãy đọc bảng phân bố sản xuất công nghiệp ở châu Phi và kết hợp với việc quan sát vào lược đồ hình 30.2 và trả lời câu hỏi.
Các em hãy giải thích vì sao các ngành công nghiệp này lại được phân bố ở đây. Như vậy thì ở châu Phi gồm có những ngành công nghiệp như là khai thác khoáng sản, luyện kim màu, cơ khí và lọc dầu. Như vậy thì vì sao những ngành này lại được phân bố ở những khu vực này? Thì các em sẽ cùng quan sát vào lược đồ hình 30.2. Những ngành công nghiệp này, các em thấy là nó phân bố ở những cái vùng ven biển. Những vùng ven biển là những nơi tập trung của nhiều những cái thành phố cảng. Và đây là những nơi mà có hệ thống giao thông thuận lợi cho việc trao đổi, buôn bán với các nước trong châu lục và với nước ngoài. Cho nên chính vì vậy mà những cái ngành công nghiệp này nó thường được phân bố ở những cái khu vực này. Các em cũng sẽ tiếp tục dựa vào bảng phân bố sản xuất công nghiệp ở châu Phi và lược đồ hình 30.2. Và các em sẽ nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp ở châu Phi. Như vậy thì quan sát vào lược đồ và vào trong bảng phân bố sản xuất công nghiệp ở châu Phi thì các em có thể trả lời được là phát triển công nghiệp ở châu Phi thì nó không đồng đều và được chia làm 3 khu vực. Khu vực Nam Phi, chủ yếu là nước Cộng hòa Nam Phi, là phát triển về công nghiệp nhất. Khu vực Bắc Phi là khu vực phát triển về công nghiệp. Và các nước còn lại là những nước mà có nền công nghiệp chậm phát triển. Như vậy thì vì sao Cộng hòa Nam Phi là nước có nền công nghiệp phát triển toàn diện nhất châu Phi? Cộng hòa Nam Phi có trữ lượng khoáng sản lớn, chiếm tỷ trọng đáng kể trong trữ lượng khoáng sản của thế giới. Các thế mạnh của Nam Phi bao gồm trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất cực kỳ cao, các hoạt động nghiên cứu và phát triển chuyên ngành. Quốc gia này cũng cung cấp máy móc để chế biến vàng, bạch kim, kẽm carbon, thép không gỉ và nhôm. Nam Phi cũng là một trong những quốc gia đứng đầu về công nghệ khoáng sản mới, như công nghệ giở đất giúp sàng tuyển quặng sắt phẩm chất thấp thành các đơn vị sắt chất lượng cao. Vậy thì những nguyên nhân nào đã kìm hãm sự phát triển công nghiệp của châu Phi? Những nguyên nhân như là trình độ dân trí thấp, thiếu lao động có chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng đã làm cho công nghiệp của châu Phi chậm phát triển. Vậy thì với trình độ khoa học kỹ thuật thấp kém trong nền nông nghiệp, công nghiệp sẽ tác động như thế nào đến môi trường tự nhiên của châu Phi? Sẽ tác động xấu đến tài nguyên môi trường và gây ô nhiễm môi trường như là môi trường đất, nước, không khí và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đây là những hình ảnh về khai thác dầu khí ở Algeria và ở Niger. Và hình ảnh về khai thác kim cương ở Congo. Vậy thì từ những nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên, thì các em hãy cho biết đặc điểm nổi bật của nền kinh tế châu Phi là gì? Đó là nền kinh tế lạc hậu, phát triển theo hướng chuyên môn hóa phiến diện, phụ thuộc nhiều vào thị trường nên dễ bị thiệt hại khi kinh tế thế giới có nhiều biến động. Đây sẽ là nội dung ghi bài của các em ở phần 1 và phần 2. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Như vậy thì dịch vụ ở châu Phi phát triển như thế nào thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu sang phần 3, dịch vụ. Các em hãy cho biết dịch vụ là gì? Trong bản thuật ngữ trong sách giáo khoa trang 186 thì dịch vụ là những hoạt động phục vụ nhằm thỏa mãn những nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Các em hãy dựa vào nội dung trong sách giáo khoa và dựa vào lược đồ hình 31.1 lược đồ kinh tế châu Phi hướng về xuất khẩu và cho biết ở châu Phi có những hoạt động dịch vụ nào phát triển. Những hoạt động dịch vụ phát triển ở châu Phi đó là xuất, nhập khẩu, giao thông và du lịch. Các em hãy quan sát vào lược đồ kinh tế châu Phi kết hợp với nghiên cứu kiến thức trong sách giáo khoa trang 97 và trả lời các câu hỏi sau. Những mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu ở châu Phi là gì? Và giải thích tại sao?
Những mặt hàng xuất khẩu ở châu Phi đó là khoáng sản, nguyên liệu thô, các loại nông sản nhiệt đới như là cà phê, cacao, lạc, dầu cọ và bông. Ở châu Phi thì nhập khẩu lương thực, máy móc thiết bị và hàng tiêu dùng. Như vậy thì ở châu Phi xuất khẩu những mặt hàng này là bởi vì các công ty tư bản nước ngoài nắm giữ ngành khai khoáng và công nghiệp chế biến. Còn châu Phi nhập khẩu những mặt hàng này bởi vì châu Phi không chú trọng trồng cây lương thực. Các đồn điền chỉ chú trọng trồng cây công nghiệp để xuất khẩu. Tiếp theo thì các em hãy xác định trên lược đồ các vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu và các vùng khai thác khoáng sản xuất khẩu ở châu Phi. Như vậy thì các vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu được ký hiệu bằng nền màu xanh và vùng khai thác khoáng sản để xuất khẩu được ký hiệu bằng đường màu đen gạch ngang. Như vậy thì vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu phân bố ở khu vực Bắc Phi, ở khu vực Trung Phi và phần lớn tập trung ở ven vịnh Guinea và ở khu vực Nam Phi như là Cộng hòa Nam Phi. Còn những vùng khai thác khoáng sản xuất khẩu thì phân bố tập trung ở vùng ven biển của Bắc Phi, ở khu vực Trung Phi và phân bố ở khu vực phía Nam của Nam Phi. Tiếp theo thì các em cũng sẽ dựa vào lược đồ kinh tế châu Phi và nội dung kiến thức trong sách giáo khoa trang 97 và trả lời các câu hỏi sau. Mạng lưới giao thông gồm có hệ thống đường nào là quan trọng ở châu Phi? Như vậy thì quan sát vào lược đồ thì ta thấy là mạng lưới giao thông, hệ thống đường sắt là quan trọng nhất ở châu Phi. Như vậy thì hệ thống đường sắt này phát triển chủ yếu ở khu vực nào? Hệ thống đường sắt thì nó phát triển chủ yếu là ở vịnh Guinea, khu vực sông Nin và ở Nam Phi. Mạng lưới giao thông này thì chủ yếu là phục vụ cho ngành kinh tế nào ở châu Phi? Mạng lưới giao thông đường sắt thì chủ yếu là phục vụ cho hoạt động xuất khẩu ở châu Phi. Các em hãy dựa vào nội dung kiến thức đã học và nêu vai trò của kênh đào Suez đối với hoạt động xuất nhập khẩu của châu Phi. Kênh đào Suez là nguồn thu ngoại tệ lớn của Ai Cập, là con đường tắt trên biển giữa phương Đông và phương Tây, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận chuyển và ít nguy hiểm. Du lịch cũng là hoạt động đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho nhiều nước ở châu Phi như là Ai Cập, Kenya. Vậy thì các em hãy kể tên những tiềm năng du lịch ở châu Phi mà em biết. Châu Phi còn được coi là cái nôi của nền văn minh thế giới, với nhiều tòa nhà cổ kính, di tích lịch sử và văn hóa được bảo vệ cẩn thận, như là Đại Kim Tự Tháp tại Giza, Ai Cập, các thành phố cổ Marrakech ở Maroc và thành phố Timbuktu ở Mali. Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya, vườn quốc gia Ruger ở Nam Phi, thác Victoria ở Zambia và ngọn núi Kilimanjaro ở Tanzania là ngọn núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 m. Hầu hết các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản. Khoảng 90% thu nhập ngoại tệ của nhiều nước là nhờ xuất khẩu nông sản, khoáng sản. Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, nhiều nông sản và khoáng sản chủ yếu của châu Phi bị giảm giá trên thị trường thế giới, làm cho nhiều nước châu Phi rơi vào khủng hoảng. Như vậy thì khủng hoảng kinh tế là gì? Thì các em sẽ cùng xem bản thuật ngữ trong sách giáo khoa trang 187. Khủng hoảng kinh tế là tình trạng khó khăn về kinh tế xảy ra do sự mất cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ bị phá vỡ. Các em sẽ cùng bước sang tìm hiểu phần nội dung thứ tư, đô thị hóa. Các em sẽ quan sát vào bảng thống kê tỷ lệ dân thành thị của một số quốc gia ở châu Phi năm 2000 trong sách giáo khoa trang 98 và trả lời các câu hỏi sau. Các em hãy nêu sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Guinea, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi. Như vậy thì mức độ đô thị hóa được thể hiện ở tỷ lệ dân thành thị,
chiếm cái phần trăm cao. Như vậy thì mức độ đô thị hóa cao nhất, khá cao và thấp nhất thì nó phân bố ở các quốc gia nằm ở khu vực nào? Thì các em sẽ cùng quan sát vào trong bảng thống kê và trả lời các câu hỏi. Như vậy thì mức độ đô thị hóa cao nhất thì các em thấy nó là ở Algeria và Ai Cập và nó nằm ở Duyên Hải Bắc Phi. Mức độ đô thị hóa khá cao thì nằm ở Nigeria, tức là ở ven vịnh Guinea. Và mức độ đô thị hóa thấp đó là ở Kenya và Somalia, tức là ở Duyên Hải Đông Phi. Như vậy thì phần lớn các quốc gia châu Phi có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nhưng tỷ lệ dân thành thị không ngừng tăng. Năm 2000, tỷ lệ dân thành thị là trên 33%. Các em sẽ tiếp tục quan sát vào các hình 31.1 và 29.1. Các em hãy kể tên một số cảng lớn ở châu Phi. Như vậy thì các cái cảng được ký hiệu bằng các cái mỏ neo ở lượt đồ hình 31.1. Quan sát vào lượt đồ 31.1 thì các em có thể kể tên một số cảng lớn ở châu Phi như là Alger, Casablanca, Dakar, Abidjan, Lagos, Cape Town, Durban và Mombasa. Và các em hãy quan sát vào lượt đồ hình 29.1 và cho biết châu Phi có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân. Đô thị trên 1 triệu dân được ký hiệu bằng chấm tròn màu hồng. Như vậy thì các em sẽ đếm ở trên lượt đồ và thấy được là châu Phi gồm có 21 đô thị trên 1 triệu dân. Và các đô thị có trên 5 triệu dân. Đô thị trên 5 triệu dân được ký hiệu bằng chấm tròn màu đỏ. Như vậy thì có 3 đô thị trên 5 triệu dân, đó là Cairo, Alger và Lagos. Dựa vào nội dung trong sách giáo khoa và dựa vào những kiến thức đã học, các em hãy cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh ở châu Phi. Như vậy thì cái nguyên nhân chủ yếu làm cho tốc độ đô thị hóa tăng nhanh ở châu Phi đó là do sự gia tăng dân số tự nhiên ở các đô thị. Do dân cư ở các nơi bị thu hút vào các hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị. Trong khi đó thì cái hoạt động sản xuất nông nghiệp không ổn định và mức sống của nông dân thấp, cho nên dân ở nông thôn đổ về các đô thị nhiều. Do chiến tranh, thiên tai, nội chiến và xung đột tộc người đã làm cho dân tị nạn đổ về các đô thị. Như vậy thì bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi đã dẫn đến những hậu quả gì? Đã làm xuất hiện nhiều khu nhà ổ chuột quanh các thành phố và nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế xã hội cần giải quyết. Và những cái yếu tố này đã làm cho nền kinh tế ở châu Phi chậm phát triển, trật tự an ninh xã hội rối loạn, thừa lao động, thiếu việc làm, dẫn đến đói nghèo, bệnh, dịch bệnh và làm suy thoái tài nguyên môi trường. Các em hãy quan sát hình 31.2, khu nhà ổ chuột ở Abidjan, và cho biết nội dung hình này nói gì về đô thị hóa ở châu Phi. Quan sát vào trong hình thì các em thấy được là bên cạnh những khu nhà cao tầng phát triển về kinh tế, xã hội, có cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật phát triển, thì cũng xuất hiện những khu nhà ổ chuột ẩm thấp, tạm bợ với điều kiện sống và sinh hoạt hết sức thiếu thốn. Như vậy từ đây ta thấy được là tốc độ đô thị hóa ở châu Phi phát triển khá nhanh, tuy nhiên không tương xứng với trình độ phát triển của công nghiệp. Đây sẽ là nội dung ghi bài của các em ở phần 3 và phần 4. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Đây là toàn bộ nội dung của bài 30, bài 31 Kinh tế châu Phi. Các em sẽ hoàn thành nội dung này vào trong vở ghi của mình. Ở phần bài tập vận dụng, các em sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu 1. Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi. Câu 2. Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới,
khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực. Các em sẽ trả lời hai câu hỏi này vào trong vở ghi. Ở phần hướng dẫn về nhà thì các em sẽ ghi bài vào trong vở, làm hai câu của bài tập vận dụng vào vở ghi và xem trước bài 32, bài 33 của tuần 13.